Pha đá phạt góc đang chuẩn bị được thực hiện. Các hậu vệ đang quyết tâm hóa giải tình huống này. Tình huống ngăn chặn pha dứt điểm rất khó chịu. Jack Grealish. Kubo. Vâng, đó là 4 phút bù giờ. Xabi Alonso. Fernando Torres. Cơ hội đến rất gần, anh ấy tung ra cú sút. Một siêu phòng đã được vẽ ra. Bàn thắng đã đến ở những phút cuối hiệp 1 thật bất ngờ. Tỷ số hiện đang là 2-1. Fabinho. Đường chuyền về cho thủ môn. Đường chuyền về cho đồng đội. Fernando Torres. Và giờ họ tổ chức tình huống phản công. Đó là cú sút. Một pha ghi bàn vô cùng quan trọng và thắng giúp đội bóng cân bình tỷ số. Đó là một chân sút đẳng cấp, một cơ hội không thể tuyệt vời hơn. Như vậy trận đấu một lần nữa quay lại vạch xuất phát. Đó là cú sút, cơ hội đã xuất hiện. Bàn thắng vươn lên dẫn trước đã đến với đội bóng. Đội bóng với tỷ giá thấp hơn đã vươn lên dẫn trước một cách đầy bất ngờ. Tỷ số hiện đang là 3-2. Đó là tình huống phòng ngự quá hời hợt của hậu vệ. Đó là tình huống hưởng phép lợi thế. David Beckham. Các cầu thủ đang chạy lên để tham gia vào pha tấn công này. Cầu thủ ấy đã bị phạm lỗi và đội bóng phải chịu một quả đá phạt trực tiếp nguy hiểm. Trọng tài cho đội tấn công hưởng lợi thế và giờ đây ông sẽ rút thẻ vàng dành cho cầu thủ phạm lỗi vừa rồi. Một pha lập công hoàn hảo, điểm 10 cho chất lượng. Họ vừa ghi bàn nhưng sự tập trung đã khiến đội bóng bị thủng lưới chỉ ít phút sau đó. Có lẽ cầu thủ này đã luyện tập rất nhiều cho tình huống vừa rồi. Một bàn thắng hoàn hảo từ quả đá.